Yo, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Top Mobile Games. Ok, thứ hai rồi. Và chắc là anh em đã xem cái video về những cái cầu thủ, top 10 cầu thủ mà chúng ta có thể là tham khảo về cái việc nên lấy hay không ở trong tuần này đúng không? Chúng ta có 4 câu lạc bộ: Barcelona, Roma, Lazio và Arsenal. Nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau quay những cái box này. Và trước tiên thì mình và các anh em sẽ cùng xem qua một chút các cái thông số của các cầu thủ này và chúng ta sẽ hy vọng là quay được cầu thủ mà chúng ta mong muốn nhá. Đầu tiên đó chính là Barcelona. Barcelona thì mình mong muốn mở được những Pedri này. Ngoài ra thì có Frenkie de Jong. Busquets cũng sẽ là một cái sự upgrade hoàn hảo dành cho phiên bản Busquets mình đã có ở trong Super League. Chúng ta sẽ được upgrade cái phiên bản đấy nếu như trong trường hợp chúng ta quay được ra Busquets nhá. Ok. Vậy thì hôm nay sẽ là Busquets này, de Jong và Pedri. Let's go. Quay này thì nhanh thôi nên là mình sẽ quay luôn cho anh em khỏi phải chờ đợi. Ok, cầu thủ đầu tiên của chúng ta đó là đường thủ môn. Là được, chân phải. Ui giời ơi, Piqué. Lại là Piqué. Lại là Piqué. Piqué đã có một phiên bản Piqué rồi. Ok, để xem lại phiên bản Piqué này nó upgrade như thế nào nhá. Nói chung là mình có Piqué rồi. Thôi cũng được. Ok, phát thứ hai. De Jong, Pedri và Busquets. Ra đi, come on. Ra đi anh ơi. Ra đi anh ơi. Lên. Úi chân trái. Ôi, khả năng cao là Messi, yes. Một Messi phiên bản hoàn toàn mới. Messi được cộng thêm khá là nhiều chỉ số về bứt tốc. Ok, Messi này chơi được. Messi này chơi được, ok. Nhưng cái mình mong muốn hơn đó chính là Busquets hoặc một phiên bản của Pedri sẽ là hoàn hảo. Come on, Box Barcelona. Lên đi nào, let's go. 16, yes, Pedri. Pedri, anh em mới ra Pedri rồi. Yes, Pedri. Pedri này thì mình thấy được là hai cái chân truyền cũng rất là, cái chân truyền rất là tốt mà còn có cả cái hai chân như một nữa, thành ra là yay, thành công rồi. Rất tiếc là không ra được Busquets để upgrade thêm cái phiên bản trong Super League của chúng ta, nhưng mà không sao. Tiếp theo với Arsenal, chúng ta sẽ mong muốn mở ra được Gabriel Magalhães. Mình đã lỡ một lần rồi, mình không muốn lỡ lần này đâu. Gabriel đợt này được upgrade khá nhiều này. Tierney cũng được, Tierney sẽ là một cầu thủ mà chúng ta sẽ có thể upgrade được cả trong cái đội hình của Super League. Nketiah cũng rất hay. Ok, không chần chừ gì nữa, let's go. Hong, Aubameyang này, Mahrez, Tierney. Wow, thực sự rất là nóng lòng, không biết là sẽ mở được ra ai đây. Let's go. Wow. Lại là Leno. Leno bất hay đấy, nhưng mà có một Leno rồi. Căng quá nhở. Con này sợ trùng kinh khủng luôn ý. Căng thẳng quá. Ôi đừng để lỡ Mahrez anh ơi. Đừng trùng. Ố. Nketiah, ok, Nketiah cũng được. Nketiah là cầu thủ mình đang mong muốn bởi vì là chúng ta sẽ có thêm một Super Sub nữa. Ok, chơi được. Rồi. Gabriel anh ơi. Pha quay thần thánh này, Gabriel. Lên. Gabriel. Hồi hộp chờ đợi. Tierney cũng được này. Tierney. Chân trái Tierney đúng không? Yes, Tierney. Tierney này đồng nghĩa việc chúng ta sẽ có một phiên bản nâng cấp dành cho cầu thủ ở trong Super League của chúng ta. Và Tierney này sẽ được xuất hiện trong series Super League tập 5. Anh em đón chờ nha. Let's go. Rất tiếc là vẫn lỡ hẹn với Gabriel, nhưng mà có Tierney cũng được. Ok. Wow, nhìn chung là không bị trùng. Nhưng mình vẫn tiếc cái quả của Leno quá. Thực sự là rất là tiếc. Ok, tiếp theo với Roma và Lazio, chúng ta sẽ xem qua một chút về bên Roma nhá. Để Roma thì mình sẽ mong muốn mở ra được Dzeko cũng được này. Và Smalling, đúng rồi, Chris Smalling. Ok, đến luôn. Box này thì mở cho vui thôi. Các bạn là chúng ta có Smalling thì chúng ta cũng sẽ có một huyền thoại Smalldini ở trong đội hình. Go. Ai đây? Đôi giày này khả năng cao Miki lắm. Dzeko. Yeah, Dzeko, Edin Dzeko.
Zeko cũng là một cầu thủ mà được đánh giá khá là cao ở bên Nhật đấy. Đối với những cái game thủ ở bên Nhật thì đánh giá rất là cao Zeko. Khả năng về tì đè, khả năng về truyền cũng như là khả năng xuất hiện trong vòng cấm. Dù cái style khá là khó dùng. Nhưng mà đối với chúng ta thì không có gì là không thể. Let's go. Nhìn chung thì khá là ok. Không có vấn đề gì. Nên là mình hy vọng là chúng ta vẫn sẽ mở được những cầu thủ chất lượng hơn. Mkhitaryan không biết là trong cái bản này thì được up lên như thế nào, mình cũng chưa kịp check chỉ số. Khả năng cao như chúng nhỉ? À không, lúc nãy là giày xanh mà. Yeah, Miki, ok. À không, Pellegrini. Đúng rồi, Pellegrini. Không biết Pellegrini này bản này được update như thế nào. Chúng ta check qua một chút nha. Pellegrini phiên bản này của chúng ta có skill thì ổn định đấy. Không biết là có thêm skill cùng gì không. Nhưng mà nói chung là Pellegrini chơi cũng được. Rồi, và cuối cùng Smalling nghe. Smalling sẽ là mảnh ghép hoàn hảo trong cái box của Roma này. Ngoài ra thì mình không cần ai khác ngoài Pedro thì hình như chúng ta cũng đã có một cái box free dành cho cái phiên bản free dành cho Pedro rồi. Thôi thì cứ để vậy. Khi nào có live update thì chúng ta lại lôi ra chơi. Rồi, và cuối cùng chúng ta sẽ có Lazio. Lazio ở cái phiên bản Club Selection này chúng ta sẽ mong muốn mở ra được Chilo Immobile. Caicedo cũng được này. Ngoài ra chúng ta còn có cả Milinkovic Savic. Đây là phiên bản upgrade mới hơn so với phiên bản Play of the Week vừa rồi. Lấy luôn Chilo cũng được upgrade này. Chilo được upgrade thêm một vài chỉ số về khả năng time possession, khả năng giữ bóng. Thành ra là rất là tuyệt vời. Nếu như mà thứ 10 Ampeto. Luis Ampeto. Ampeto này là cái style classic number 10 nếu mình không nhầm thì phải. Nói chung là Ampeto thì dê khá là ảo đấy. Đúng không ta? Cái style của Ampeto là đúng rồi, classic đây. Nói chung chỉ số về dê dắt hay lắm. Ok, chuyển chọt vào dê dắt rồi, cũng được. Chịu được. Mở ra tiếp được Shiro với cả mở ra được Sergei Milinkovic thì là bộ ba tấn công luôn. Có khi là một video về bộ ba tấn công chứ không đùa đâu. Không đùa đâu, chân này có giống. Chân này giống Chiro Immobile lắm em ơi. Thứ 3, ô thôi xong rồi, ông này ông nào. Hậu vệ à? Giày xanh mình cứ tưởng là của Luis Felipe. Trẻ không? Có vẻ hơi già. 23, cũng trẻ này. Ngon. Có khi lại ngon nhỉ. Skill thì có vẻ hơi cúi mà. Chả biết được, cứ để vậy. Và cuối cùng, pha cuối cùng của chúng ta đây. Let's go. Sergei anh ơi. Milinkovic-Savic. Let's go. Bom. 21. Qua đây ta. Nhìn lạ nhỉ. Yeah. Ở trong một khoảnh khắc mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả, bởi vì nhìn mặt rất là lạ. Mình nhìn mặt rất là lạ, nhưng mà đây rồi, Milinkovic-Savic của chúng ta đã xuất hiện rồi. Yes. Một phiên bản nâng cấp hoàn toàn so với bản feature bản Play of the Week vừa rồi, cộng một vài chỉ số rất là xịn luôn. Ok. Không có điều gì có thể diễn tả được cái cảm xúc lúc này. Rồi. Chúng ta sẽ check qua. Phong. Ok, không bị trúng phát nào nha. Anh em thấy tay mình ok không? Không bị trúng một phát nào cả. Chúng ta đều mở ra được những cầu thủ mà thực sự chúng ta vẫn đang rất là mong muốn mở ra rồi. Tierney thực sự là cầu thủ mình cảm thấy rất là cảm xúc dâng trào ngay lúc này khi mà sở hữu Tierney. Ok, và đó là video ngày hôm nay của chúng ta. Hy vọng là anh em đã mở ra được những cầu thủ mình mong muốn nha. Đừng quên like, subscribe và tiếp tục ủng hộ Thomas Games. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.